Hay quá, tức quá. Không chị ù, em ốm. Không, vậy tao biết rồi, nhưng mà tao ù là tao hù á. Làm gì vậy? Em lớn tuổi rồi, mà cái tâm hồn em bị khô cằn quá. Nên bây giờ em đọc lại mấy chuyện cổ tích nè. Trời ơi, đọc lại thấy nó trẻ trung mà nó phơi phới, nó trẻ thơ, trời ơi. Tâm vậy hồn em, nó thoáng đãng ra liền luôn á chị. Phải không? Trời ơi, phải chi ngoài đời mà có mấy cái chuyện mà ngoài đời thiệt á. Trời ơi, thì thiệt chuyện gì là người xấu hay người xấu, người tốt hay người tốt, hay lắm chị. Đâu đọc bảy mẫu chuyện nghe chơi vui coi. Đọc chị nghe chị, trời chị nghe xong chị phơi phới liền nè. Đọc cái nghe phơi phới nè. Chị này em thích lắm nè. Rồi. Người chị heo. Ừ. Ngày xưa ngày xưa có hai chị em nọ. Người em thì rất siêng năng cần cù, đẹp trai học giỏi. Người chị ham ăn ham uống, suốt ngày dành hết đồ ăn của em, riết mập như heo. Người ta gọi chị là người chị heo. Mày chửi tao hả? Đâu có chị, câu chuyện vậy mà. Câu chuyện vậy mà, đâu đây coi coi. Mày đừng có xạo. Trời ơi, nó lật ngay chiếc thoi vàng. Chiếc thoi vàng rành rành như vậy mà nó dịch ra người chị heo cái thằng này. Thì mày, vừa, mày... đáng trời chị, tại vì chị qua chị chọc quê tôi làm chi. Tự nhiên tôi lớn à? Tuổi, tôi gặp chuyện cố tích tệ tôi. Rồi qua chọc quê, đọc thử nghe chuyện nghe chơi tôi phơi phới không? Kẹo người ta, bây giờ tôi mới đọc, tôi kẹo lại. Mệt ghê, không phải đâu, chị nói cho em nghe nè. Tại vì thấy em đọc vậy á, chị thấy tội nghiệp. Thời buổi giờ ai mà đi đọc chuyện cổ tích ngày xưa nữa. Bây giờ người ta đã đọc chuyện cổ tích hiện đại rồi. Chưa hiểu mấy luôn á chị. Thì tình á, bữa giờ có coi báo đài gì không? Xuất hiện đời thật đàng hoàng. Là sao? Thì đây nè, thí dụ như chị nói em cái chuyện mà phép tàng hình đi. Em biết ngày xưa mà cái mà người ta khi mà phép tàng hình có nghĩa là sao không? Cái một người tàng hình đó. Em biết. Là sao? Có coi TV biết mà. Biết sao? Người tàng hình là không có mặc quần áo. Bảy mà. Mặc quần áo vô là bị thấy mình rồi sao? Đấy. Là không mặc quần áo. Lớn già đầu nên hết. Có chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Chứ người tàng hình là gì? Vẫn mặc đàng hoàng, vẫn đẹp đàng hoàng, không? Tại sao gọi là người tàng hình? Tàng hình có nghĩa là không thấy. Mình không thấy, nhưng khi họ gặp kính chiếu yêu là chiếu cái phạt là thấy liền. Còn hiện đại, hiện đại thì sao? Hiện đại bây giờ có 100 cái kính chiếu yêu cũng không bao giờ thấy được. Biết mấy anh tài xế không? Tài xế lái xe á, mấy anh tài xế lái xe không tay không chân nhưng vẫn được cấp bằng lái xe, lái đàng hoàng ngon lành trên đường. Nó hiện nghiệm cái mà để ý hả? Đâu nghe lại mà chị nói lại nè, chị nói lại nè. Những anh tài xế không tay không chân vẫn được cấp phép lái xe đàng hoàng. Ghê không? Trời, nó nói mà để ý, có. Có. Cái vụ này có thiệt. Có thiệt mà. Tôi biết mà. Biết không? Trời ơi trời, không học gì hết mà vẫn được cấp bằng rồi đi làm. Đi làm tưng bừng, làm mề tưng bừng luôn. Mà vấn đề là gì nè, ví dụ bây giờ người ta đi thi bằng lái xe đúng không? Là điều đầu tiên là phải khám sức khỏe trước nè. Đúng rồi. Tại vì sức khỏe em đầy đủ người ta mới cho em lái xe. Thứ hai là bắt đầu em nộp hồ sơ em đi thi. Còn mấy ảnh không? Không cần. Mà không cần gì trơn á, mà anh vẫn có được những cái bằng đó. Trời ơi, coi như là phép tàng hình, coi như là cái... Mà không ai biết á. Có chuyện này á ta. Sao không? Trời trời, để nói mới biết á. Trời ơi, nói chung là mấy cái đó là không có cũng là có, mà có cũng là không có. Nói chung nó tàng hình hay lắm em ơi. Trời ơi, thiên biến dạng quá vậy ta. Đó. Phép này có ngoài đời á. Có ngoài đời đó. Mà chưa hết đâu nha. Mới là phép tàng hình thôi. Rồi em biết ví dụ mà nồi cơm thạch xanh không? Nồi cơm thạch xanh là cứ hết lại đầy một cách rất nhanh chóng. Ôi làm gì có chuyện đó, nãy phép tàng hình nghiệm ra biết chứ, rồi còn nồi cơm thạch xanh làm gì có. Có, biết cá tầm không? Hay đi nhậu hoài á, biết không? Sao? Trời ơi, em biết là một cái ao nuôi cá tầm á, bình thường là chỉ khoảng 100 con thôi. Ừ. Đúng không? Vậy mà mỗi ngày người ta có thể xuất ra khoảng một hơn cái trăm tấn cá tầm. Không, xuất ra ngoài thị trường mỗi ngày luôn nha. Thì em nghĩ đi, một ao 100 con thôi mà mỗi ngày xuất ra cả 100 tấn. Em nghĩ đi, ở đâu mà nhanh như vậy, ở đâu mà nhiều như vậy? Không phải là nồi cơm thạch xanh là gì? Ở đâu ra? Đó. Đó. Không phải là nồi cơm thạch xanh là gì? Lại phép màu nữa à? Phép màu tiếp, vẫn là trong con... cái ao chỉ 100 con, 100 mình vớt hơn 100 con rồi. Qua ngày sau lại có 100 con nữa. Hơn 100 tấn luôn, chứ 100 con nữa em. Có phép màu này trên đời hàng gì luôn á trời. Không có để ý, chị nói đâu mà để ý. Chưa hết đâu, cái đó là chuyện nhỏ phải không? Còn cái chuyện này nữa nè, cái chuyện mà mấy cái mà bún phở, không? Trái cây rồi nè, trái cây rồi nè. Đó, cây rồi. Để khoảng 1 tháng
không hư, không hôi, không thúi. Đó. Rồi nha, thịt heo ôi thiêu, ha không? Cổ gà, chân gà, để lâu năm mấy tháng trời phải không? Là coi như là bị thú sình luôn á. Biến quá một cái đống thành thực phẩm sạch, tươi, ngon, coi như là an toàn, chất lượng vệ sinh luôn. Đó, ghê à? Không? Có phép màu hết. Thấy ghê không? Ờ ha, giống như là phép trường sinh bất tử rồi, dạng như vậy. Đó, phép trường tồn đó. Thiêu, tự nhiên bắt đầu lặt lại thành tươi sống. Chính xác. Đó em ơi, bây giờ em còn mộng vào cái cổ tích này làm cái gì? Em coi cổ tích hiện đại nó hay hơn. Nó biến quá khôn lường lắm, mà thậm chí có những cái không thể tin vào mắt mình, mà toàn biến quá thành những cái mà hại cho bản thân mình. Chị nói em với cái đà này nha, tương lai phép biến quá nó sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Trời ơi trời, bây giờ em cũng biết phải học phép gì nữa bây giờ. Học chi? Bây giờ ăn cũng không được, mà làm cái gì cũng không được. Được. Trời ơi trời, chắc... Trời ơi, công nhận những phép thuật ở hiện đại nó lại hại điện như vậy, mà nó hại cho thân mình nữa chứ. Đúng rồi, thôi kệ nó đi. Thôi bây giờ chị qua đây chị biểu mấy trái cây, chị đi công chuyện, nghe. Đem về liền. Sao vậy? Đem về liền. Tại sao? Những trái cây này chị biết rồi, nãy chị mới kể em nghe nè. Cứ như là nó ôi thiêu, xong quẹt cái gì lên một cái phép màu vô là nó tươi sống rồi đúng không? Đem về liền. Dạ thưa anh, dạ thưa anh, cái đó là ngoài chợ hen người ta. Còn tôi này tôi tự trồng. Tôi trồng trong biết cái bài vườn cây của ba không? Ba trồng toàn cái cây dễ thương bỏ đi ba trồng. Còn chị trồng những cái trái cây thật là ngon và xanh tươi, chị trồng mà. Chị trồng đúng không? Chị trồng. Là sạch đúng không? Sạch. Trời chị trời. Chồng chị ngủ với nó luôn mà, không có xịt thuốc gì đâu. Nhờ có những cái này mới có niềm tin lại cuộc sống á trời. Đó chứ không mấy bây giờ ra đường ăn uống gì không dám tin luôn. Bởi chị cổ tích gì cũng dám tin luôn á. Bây đó. Giờ là có những cái này chị xém xíu là chị bóp luôn cái tuổi thơ của em rồi, quên những câu chuyện cổ tích luôn rồi. Bây giờ những cổ tích như vậy mới là thực tế nè. Chị đúng là bà điên của em. À không, được cái gì? Bà tiên của em. Quỷ sứ à.